Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ câu ở phần con trôi nhỉ. Săn hàng chỗ này có nheo khủng này anh em ạ. Đây, săn ở chỗ này. Ok luôn. Nhân hàng em ơi. Nút cái con cá bò to phết. Anh ơi, vừa nãy anh có mang cái ấy không? Có. Ôi, chết rồi, để bố ở xe kia xong. Nút xuống lắm. Từ đây đâu? Lấy thôi. Này con. Tí nó chết mất. Anh ở xe em ơi anh ạ. Đây. Đấy đi. Anh có được cá đâu. Hàng về lấy đi hàng ơi. Bị tại sao? Ui rồi. Sầu tết à? Phải lấy cái que ra ấy mới được. Lên hàng đấy. Chỉ có hàng to hơn hàng này còn bé. Anh thử luôn với con này cho em với nhá. Thật cu ngon đấy. Khỏe á. Khó nhỉ. Xong mày về lấy đi Hằng. Về lấy đi. Cái ở trên xe anh để cái để cá ấy. Ở ngay xe anh đâu mà, đi về lấy đi. Cái lưới. Cái lưới lồng. Ngon đấy, con này ngon. Hai mươi con này thôi. Hai mươi con này ăn lẩu mà tuyệt vời luôn. À! Đi mẹ rồi. Không ra được anh? Không ra được. Ăn sâu đi. Nhìn nó nhẹ nhẹ đâu mà ấy nhỉ. Phải thấy nó ăn lâu, ăn được lúc rồi. Ngon thế này. Con này là cá cắn. Cái chấu sao ấy. Đó, lên thêm con rô đó. Đây. Rô này rô suối ăn chắc là ngon đấy anh em ạ. Đây. Rô suối này chắc ngon đấy anh em. Đấy. Mình đã được một con cá bò với con rô suối cho. Ok luôn. Vào đây. Ơi lại lên mà em ơi anh em ơi. Lên một con bò nữa. Đây mình được hai con bò rồi. Hai con bò nha anh em. Hai con bò đó. À da, bò này hay. Bò này không cần thở nó cắm vào tay rất là đau nha anh em. Cực đau luôn. Đấy. Ôi thì vậy. Bò này mồm nó rất là dai nên là khi mà mắc vào câu rất là khó gỡ nhé. Đó, đây nhà anh em được một con rô với cả hai con bò rồi. Ok luôn. Ẩm nha anh em, thật là suối nha anh em. À, anh em thấy không? Suối nó chảy rất là to luôn. Suối. Khu này là đoạn Bắc Ngầm này. Đấy. Đây mình câu ở đoạn dưới này. Đấy. Mình câu đoạn này anh em nhé. Trong cái bụi kia chắc nhiều cá lắm đấy. Rô lên mà em rô. Ok lên mà em rô. Đấy.
Đi về em nấu măng chua làm bát canh. Chỗ nào bán măng chua đây anh? Ê tí anh con cơ bà Diễn. Ở vợ đi học rồi mà. Cá được không? Được cân rồi. Bảo vợ đi. Anh bảo vợ đi học rồi mà. Vậy là con thả cực kỳ vậy. Thả nó phá bờ. Thả cá bò đấy. Ừ, nhưng mà thả nó có phá bờ không ấy? Ao mình chắc không sống đâu. Nó phải chống nổi nước xiết rồi. Nước chảy các thứ. Chở em đi vòng ở trong đấy thôi. Vừa là nhai. Uống xin. Nhà uống trước ở trong này. Chuyển ra bán vàng mã. Sinh liên nhưng mà vô tính nhưng mà giờ cho một tính trồng cái gì đi đây mà trồng cái gì đi chám miệng cuối mấy cái chám miệng cuối.